đỡ phải xử lý lâu luôn, mệt lắm. Ba cái này mà nó như thế nào nó bị rồi. Thật sự mà nói bên tiệm kinh nghiệm là cái này cũng không có nhiều đâu. Tại vì đôi này đâu có ai trên trên đồ mẹ gì đâu. Ở cái này cũng không nhiều lắm. Nhà máy mà thằng nào bán bị rồi. Thì đó, bên kia thì ok được, nhưng mà cái này là được. Sao rồi? Vệ sinh chạy là ok ha.